Vâng, bài 23 trên 24. Và chúng ta hãy cùng chờ xem bao giờ thực dồn đến đủ. Vâng, cắt nông dân ra như thế này có vội quá hay không? Vâng, như vậy là đến 12x mới có thể kích được bài này. Tôi bảo mà, ép đời 1 thì rất phụ. Nhưng đời 3 thì có lẽ là vâng vẫn muộn mà. Và chúng ta đến màn hình máy game thủ normal xem tình hình thế nào. Cũng 25. Và đến 15x thì mới kích được. Nhưng dẫu sao đây là Yamato nó cũng vâng đỡ cái phần lo ngại hơn so với lại Greg. Và tiếp tục đến màn hình máy game thủ Chipboy thôi. Vâng, 23 và một ngựa giò là 24. Đây rồi. Các bạn có thể thấy là nhà game thủ Tuti quá giàu. Vâng, vòi hiêu có thể nói là ăn không kể xiết. Con ngựa giò có lẽ là công giáp đã đầy đủ rồi. Khó khăn dành cho game thủ Chipboy trong turn này sẽ là cực kỳ khó khăn. Tuti là người chủ động đánh chém. Vẩy e nhanh còn kịp. Lóng ngóng. Chọc qua chạy. Không kịp, như vậy là chọc xong thì không kịp chạy. Nhưng con ngựa giò game thủ Tuti thì khác, vẫn chạy được, đắp 1p vừa khít chỗ này, tạm thời là như vậy thôi. Nhưng dân nằm xuống là quá nhiều, lượng nông dân nằm xuống là quá nhiều, một trận thi đấu khó khăn. Chúng ta xem màn hình game thủ nông một có chiếm được lợi thế hay không. Tạm thời là vẫn chiếm được lợi thế trước game thủ ven lớp, nhưng ven lớp thì bắt đầu khung nhà và có con cung tê. Vâng, chả lâu nữa thì game thủ Tuti sẽ chéo cánh sang bên này. Tuti chỉ cần một lờ và sau đó thì có những con phù thủ, như vậy là xong. Một bài Tuti quá giàu. Đâu 1 29 còn chip boy là 22. Vâng, không đen đi. Vâng, tham lai 23 trên 36 và bây giờ thì chéo cánh chơi sang nhà của game thủ bên lớp, không biết có kịp hay không. Vâng, 2 vs 1 vẫn không kịp. Nô 1 bắt đầu bị chơi. Bãi vàng là hở như răng thị nở trong turn này rồi. Vâng, chém bây giờ thì thỏa thích tung hoành, lạc đà bây giờ thì thỏa thích tung hoành. Còn nô 1 bây giờ đang bận tay ở phía bên này. Cố gắng thiêu vậy, biết làm thế nào bây giờ. Khó rồi. Những con cung R bên lớp là quá đông. Những con cung R Egypt và tỷ số là 2 đều. Vâng, Tuti vẫn ép đời là cực kỳ khét. Tỷ số là 2 đều và chúng ta sẽ chờ đợi đến với trận chung kết của chung kết sau thi đấu thứ 6 thôi.